Vụ tai vạ được nhắc tới xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày hôm nay ngày 28 tháng 10 xóm Sơn Hà Lạng Sơn và một phần diễn biến đã được camera bình yên của ngôi nhà gần đó đánh dấu được. Theo đó vào khoảng thời gian này, một người đại trượng phu chạy xe máy đang lưu thông trên đường thì đâm trực diện vào xe tải lưu chạy hướng ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến người đại trượng phu bị hất văng xa vài mét, nằm bất động trên đường. Nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị mất, xe máy bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai vạ đang trở thành chủ đề chiếm được nhiều thân mật của số đông trên các diễn đàn chuyên về ô tô. Xe máy đâm trực diện xe tải. Nguồn: mạng xóm hội giao thông.